Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của LTG. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu về nội dung của phim Thế giới hoàn mỹ tập 125. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Ở tập trước, Thạch Hạo cùng với Nguyệt Thiền Tiên Tử đã quyết chiến với nhau để đoạt lấy Ngân Long Liên. Chính vì trận chiến này của hai người, nó đã thu hút vô số cường giả đến đây. Mở đầu cho tập phim, Nguyệt Thiền và Thạch Hạo vì trong tay giữ nhiều bà bối nên đã bị đám cường giả kia truy sát. Trên đường chạy trốn, Thạch Hạo đã đụng phải một tên thiểm điện tử, thiên kiêu của bộ tộc Chân Hống Tử Kim. Hai người đã chiến đấu tạo ra một vụ nổ lớn. Thiểm điện tử nghĩ Thạch Hạo đã chết, thế nhưng mà không. Sau khi đám mây kia tan đi, Thạch Hạo đã nhanh chóng triệu hồi Mao Cầu ra quyết chiến với hắn. Rất nhanh sau đó, Mao Cầu đã đánh thiểm điện tử bắn ra phía sau. Một bên khác, Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng bị người như vậy. Ma nữ xả tay, bàn tay trắng nõn như ngọc bắn xa thần quang, chống lại bổ thiên thuật. Hai thiên nữ tuyệt đại chém giết lẫn nhau, hòa kim bảo bình ấn thành hình, miệng bình lấp lánh trong suốt. Khí lạnh dâng trào cứ như được đúc từ thần ly vậy, anh kim bắn xa, thần uy chấn động cả vùng thế giới này, khiến toàn bộ sở đại đều biến sắc. Quay trở lại với Thạch Hạo, trong trận chiến này Thạch Hạo đã nhanh chóng chiếm ưu thế với mấy tên thiên kiêu kia. Cùng lúc đó, Thạch Hạo quyền hóa thành chảo nhanh chóng hạ gục tên kia. Những điều này đã khiến cho các thiên kiêu vô cùng thất kinh. Bỗng nhiên Thạch Hạo linh cảm tới điều không đúng, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cảnh vật xung quanh đều mơ hồ, đây cũng không phải là dấu hiệu đã chiến thắng. Hắn phát hiện ra ở xung quanh đây đang có các dây leo tiến lại gần. Thạch Hạo liền nhận định đây chắc chắn là thần tử của Điện Thái Dương Thần Đàng, vì trước đó Thạch Hạo ở hạ giới đã giao đấu với một người của tộc này. Người đối đầu với Thạch Hạo lúc này chính là Kim Liệt. Hai người liền lao vào giao thủ với nhau. Trong chốc lát, Thạch Hạo bùng phát vận chuyển nguyên thủy chân dài, đi kèm theo đó là sự cộng hưởng của cốt văn vạn tộc, trong vẻ bình thường là ẩn chứa sức mạnh to lớn. Hắn toàn lực công kích phá hết thần đằng của tên kia. Hai người quyết chiến không phân thắng bại. Thạch Hạo lúc này cũng không muốn nương tay nữa, hắn liền hét lớn nạp mạng đi. Sau đó Thạch Hạo lao thẳng về phía Kim Liệt để giết hắn. Trận chiến này đã không còn chút bất ngờ gì nữa. Kim Liệt rất mạnh, thế nhưng không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Đại chiến liên tiếp diễn ra, lửa vàng rực ngập trời, phù văn dày đặc ở trong hư không, lá và thân cây dây leo màu vàng không ngừng bị đánh nát rơi lả tả. Rất nhanh sau đó, Kim Liệt đã bị Thạch Hạo hạ sát. Sau khi giết được Kim Liệt, Thạch Hạo liền tiến lại gần lấy được một bảo văn bẩm sinh của thần đằng. Nó cũng tương tự như là trí tuần cốt và trùng đống, đều là thứ trời sinh, độc nhất vô nhị. Nơi lối ra bí cảnh ở trên tế đàn, một bóng người hiện lên. Nhân mã đạo giáo đã ở đây rất nhiều, ai cũng ước ao đệ tử của giáo mình sẽ thu được tạo hóa. Ngoài ra còn có vô số những tu sĩ không có cơ hội tiến vào bí cảnh cũng đang quan sát, ai cũng muốn biết tình huống ở bên trong. Khi mà mọi người nhìn thấy Kim Liệt bị đánh bại rời khỏi bí cảnh, mọi người không ngừng nghị luận, kinh sợ khó kìm nén. Có thể tưởng tượng được sự tàn khốc ở bên trong bí cảnh tới mức độ nào. Thần tử đại chiến, chí tôn trẻ tuổi tranh bá đã mở màn. Một vị lao giáo chủ mở miệng nói, tiểu hữu, người đã quyết đấu cùng ai? Kim Liệt cũng không dám giấu giếm điều gì, liền kể hết sự việc ở bên trong bí cảnh cho mọi người nghe. Khi mà mọi người nghe được người đánh bại Kim Liệt chính là Ma Vương thì không khỏi thất kinh. Cách đó không xa, ma nữ và Nguyệt Thiền vẫn còn tiếp tục đại chiến. Hai bên thực lực đều xấp xỉ nhau, ai cũng khó làm gì được đối phương, nếu không sẽ chẳng dây dưa từ dưới hạ giới lên tới thượng giới. Đang lúc này, ở phía chân trời phát ra ánh sáng chói mắt, đại chiến bùng phát. Nơi đó có một bóng người tay cầm kiếm kích hư không vùng mạnh, vô tận phủ văn vận chuyển, quả thật muốn bổ nứt thiên không, thần tử khiếp người. Khu vực này mờ ảo, tiên vụ lượn lờ, một khối phủ cốt hiện lên. Mọi người nhìn thấy nó thì ai cũng muốn nhanh tay chiếm đoạt, vì muốn rơi vào trong nơi truyền thừa thì phải có phủ cốt. Tuy rằng không chỉ có một khối, thế nhưng mà nếu giành được trước tiên, tiến vào sớm một bước thì có thể đạt được tạo hóa nhiều hơn. Thạch Hạo đang chuẩn bị muốn nhân cơ hội lần này ra tay với Nguyệt Thiền trước thì lại bị một người ra tay đánh đến phía mình. Người này chính là Xích Lăng Không, một cường giả thần hóa. Thạch Hạo liền nhanh chóng né tránh, hắn liền nói, hiện tại ta phải đi lấy phủ cốt, không có thời gian rảnh đùa chơi với các người nữa, chút nữa ta sẽ giết sạch các người. Thạch Hạo liền tiến thẳng về phía phủ cốt kia. Các cường giả thấy vậy cũng không ngừng đuổi theo Thạch Hạo. Khi mà tiến vào khu vực này thì sương mù càng dày hơn, hỗn chiến bùng phát, tất cả mọi người đều tranh cướp phù văn. Thạch Hạo vừa mới tới gần thì liền gặp tập kích, hai trưởng va nhau, hào quang vạn ngàn, thần lực dâng trào. Tiến vào đây thì tất cả đều là đối thủ cạnh tranh. Người này chính là đệ đệ của Thạch Hạo, hắn không muốn tranh đấu với đệ đệ của mình. Thạch Hạo liền né tránh sờ bay đi nơi khác. Thạch Hạo tìm kiếm ở xung quanh, hắn liền phát hiện ra gia gia của mình cũng ở đây. Tới đây thì tập phim của chúng ta đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.